Hello, mình xin chào tất cả mọi người nha. Chào mừng mọi người quay trở lại với kênh của mình. Thì ngày hôm nay mình sẽ lên video chia sẻ kinh nghiệm tiếp tục chăm sóc cái cây hoa giấy mà mình đã ghép ngũ sắc này. Đó, đồng thời sẽ làm tán ô cho nó luôn nha mọi người. Đó, hướng dẫn mọi người làm cái tán ô và lồng vô cái cây hoa giấy ngũ sắc này. Đồng thời sẽ sang chậu cho nó luôn nha. Đó, như mọi người thấy thì đây là cái chậu mà mình ươm đó mọi người. Đó, mình ươm cây hoa giấy ngũ sắc này này. Đó, đây là mình ươm cái cành ha, cành hoa giấy Mỹ ha, cỡ lớn nha mọi người. Đó, cái ươm rất là dễ ha, và cách ghép cũng rất là dễ luôn. Mình đã hướng dẫn đầy đủ trên kênh rồi nha mọi người. Đó có một video hướng dẫn cách dâm cành hoa giấy cỡ lớn tỷ lệ sống cao mọi người. Đó, cái thứ hai nữa là cách ghép một cây hoa giấy ngũ sắc ha. Đó, đã có hết trên kênh của mình rồi. Mọi người vô mở kênh của mình xem lại ha. Hoặc mình có để hai cái video này dưới phần bình luận nha mọi người. Đó, mọi người nhấp vô đường link liên kết là sẽ ra ha. Đó, như mọi người thấy đến nay thì cái ngọn nó phượt dài này. Đó, chăm sóc bón phân là nó đã phượt dài này. Đó, mình cũng đã lên những cái video mà chăm sóc sau khi ghép đó mọi người. Đó, bón phân gì. Đó, thì nó được như thế này nha. Đó, mọi người nhìn thì cái ngọn nó bây giờ nó rất là dài rồi ha. Giờ mình sẽ tiến hành làm cho một cái ô. Đó, làm cho một cái ô và sẽ uốn lại ha. Uốn lại để cho nó thành một cái tán ô hoa giấy ngũ sắc tán ô nha mọi người. À, nếu mà mọi người để như vậy á và mọi người chơi á thì mọi người sẽ cắt ở đây đi ha. À, cắt ở đây đi thì cho nó đẻ nhánh ra. À, nhưng mà tán nó sẽ không được như cái ô đâu mọi người, nó sẽ không được đẹp đâu ha. Đó, cây hoa giấy ngũ sắc mà đẹp nhất thì vẫn là cây hoa giấy tán ô ha. Mọi người làm tán ô cho nó rất là đẹp nha mọi người. Bằng này thì mọi người phải làm ô để lồng nó vô rồi ha. Nếu mà mọi người đợi thêm nữa thì những cái ngọn này nó sẽ bị gió cuột gãy này, là cái thứ nhất này. Đó, cái thứ hai nữa là nó sẽ già và nó cứng lại mọi người. Đó, sau khi mọi người uốn vào cái ô nó rất là khó nha. Trước khi để có một cái hoa giấy tán ô thì đương nhiên là phải có cái ô của nó rồi mọi người. Đó, thì cái ô làm như thế nào đó, mọi người sẽ cùng đi tham khảo với mình luôn nha. Rồi, đây dụng cụ thì mình gồm có một cuộn thép 4 này mọi người. Đó, thép này thì mọi người hoàn toàn có thể ra những cái tiệm mà nhà máy cán tôn hay là nhà máy thép mọi người mua ha. Đó, bên đây thì mình có một cuộn thép 2 này, nhỏ hơn thép 4 nha mọi người. Đó, tiếp theo nữa là một cuộn thép rất là nhỏ ha. Thép này để mình cột lại mọi người. Mình tận dụng mình tháo lại những cái thép ở ngoài hàng rào á. Đó, mình tháo vô thì mình sẽ cuốn ha. Đó, rồi giờ mình sẽ tiến hành làm ha. Đầu tiên thì mọi người cần tạo cho mình một cái hình vòng tròn trước nhá. Đó, hình vòng tròn thì đường kính sẽ từ 50 cho đến 70 tùy vào cái cây hoa giấy của mọi người nha. Cây to thì mình tạo to, cây bé thì mình tạo bé ha. Đó, rồi mình sẽ tiến hành làm nhá. Sau khi đo và cột thì mình đã được một cái vòng tròn rồi nha mọi người. Đó, cái vòng tròn này làm to hay bé là phụ thuộc vào cái độ tán của cái cây của mọi người ha. Cây to thì mình sẽ làm to nha mọi người, cây nhỏ mình làm nhỏ, còn cây của mình kích cỡ thì mình đo là nó bằng này ha. Đó, cho nên mình sẽ tiến hành cắt và cột bằng này ha. Ở cái phần tiếp giáp này mình cột bằng cái thép ở hàng rào nha mọi người. Đây, đó, mình cột bằng cái thép này ha, cái thép nhỏ này mọi người. Đó, mọi người cột bằng cái thép này cho nó chắc ha. Đó, hoặc là anh chị có dây rút á, dây rút thì mình cũng có thể cột bằng dây rút ha. Đó, mình cột siết lại này. Rồi tiếp theo mình sẽ làm một cái nửa hình tròn nữa ha. Đó, hình cầu từ đây qua bên đây ha. Đó, và từ đây qua bên đây nữa. Và lại sẽ làm thành hình dấu cộng ha. Rồi mọi người cùng tiếp tục làm với mình nhá. Rồi mọi người, mình đã đan xong cái thanh dấu cộng cho cái tán ô của mình rồi ha. Đó, mọi người nhìn này. Đó, nhìn cái ô nó đã thành không rồi ha. Đó, đến cái bước này thì mọi người có thể dùng cái kẽm nhỏ nhỏ này này. Đó, dùng cái kẽm nhỏ nhỏ này mọi người. Đó, kẽm nhỏ này mọi người buộc vô ha. Buộc vô những cái mắt này để cho nó khỏi chắc ăn hơn, nó khỏi sục dịch ha. Trên này cũng vậy ha. Hoặc nếu mà nhà ai có máy hàn như thế này á mọi người. Đó, mọi người cũng có thể dùng que hàn ha. Đó, mình có thể dùng những cái que hàn như thế này này. Đó, mình chấm vô những cái này. Đó, chấm vô đây ha. Chấm vô đây cho nó cứng lại luôn nha mọi người. Đó, sau này cây nó thành tán ô thì gió nó không có xô sục sịch được ha. Đó, hoặc nếu mọi người không có máy hàn thì đơn giản nhất thì cứ lấy kẽm mọi người. Đó, lấy kẽm như thế này này. Đó, mọi người cột vô ha.
mình sẽ tiếp tục lấy cái thép 4 này và làm tiếp một vòng bên trên này nữa nha mọi người. Đó, bên trên này, ha. Đan dày lại nha. Đó. Như vậy thì mình đã đan xong cái chóp ô rồi nha mọi người. Đó, đan xong cái ô rồi. Mọi người thấy thì mình đan thêm hai cái dây nhỏ hai bên nữa này. Đó. Đan thêm hai cái dây thép hai bên nữa ha. Đồng thời thì thép 4 thì mình gồm có một dây ở dưới này. Đó, hai dây dọc cộng này, đó, với một dây ở phía giữa này nữa ha. Đó. Ở đây thì mình đã dùng máy hàn mình hàn lại rồi ha. Nếu mọi người không có máy hàn thì mọi người có thể hoàn toàn dùng kẽm như vậy ha. Đó, mọi người có thể kiếm cái kẽm này mọi người, kẽm nhỏ này. Đó, mọi người mua cái vòng kẽm nhỏ này cho đỡ tốn ha. Đó, không nhất thiết là phải có máy hàn nha mọi người. Ai cũng có thể làm được ha. Đó, rất là dễ nha mọi người. Thấy thì mình đã có một hoàn chỉnh một cái chóp ô rồi đó. Đó. Không cần phải đan giày thêm đâu nha mọi người. Để vậy thì mình cũng có thể uốn hoa giấy được rồi. Đó, sau này hoa giấy nó dày lên thì nó sẽ phủ hết những cái ô này. Đó, không những anh, những chú làm được thì những chị và cô cũng có thể làm được ha. Rất là dễ và đơn giản ha. Không có gì phức tạp và khó hết nha mọi người. Rồi, bước tiếp theo thì mình sẽ cần có một cái cây. Đó, cái cây hình dấu cộng ha. Cây hình dấu cộng. Đó, mình sẽ làm một cái cây hình dấu cộng. Chống từ bên đây, đó, qua tới bên đây. Phía bên đây qua phía bên đây. Và từ chóp xuống ha. Đó, nó sẽ thành như thế này. Đó, nó sẽ thành hình như vậy ha. Tới khúc này thì mọi người nếu có điều kiện thì mọi người có thể mua cho mình sắt ha. Đó. Hai cái sắt phi á mọi người. Đó, mọi người kẹp vô ha. Đó, mọi người kẹp vô và làm thành hình dấu cộng nữa là được nha. Đó, mọi người lấy kẽm mọi người cột như vậy này. Đó, hoặc mọi người hoàn toàn có thể dùng máy hàn mọi người hàn lại nha. Đó, không có máy hàn thì dùng kẽm cột này mọi người. Đó. Còn nếu mà mọi người tiết kiệm nữa thì có thể dùng cây tre mọi người. Đó, cái dòng tre dòng trúc á. Đó, mọi người chẻ ra. Đó, mọi người nẹt vô cũng được ha. Nhưng mà tre với trúc thì được một thời gian nó mục thì mình phải thay đó mọi người. Đó, nếu mà mọi người dùng sắt phi á thì nó sẽ cứng và được rất là lâu nha. Đó, thậm chí cây hoa giấy của mình chết rồi nó vẫn đang còn nha mọi người. Đó, mình có thể tiếp tục sử dụng cho những cây khác ha. Rồi, mọi người cùng theo dõi mình làm tiếp nha. Mình đã hoàn thành rồi nha mọi người. Đó, như mọi người thấy thì mình đã cho thêm sắt vô rồi này. Đó, mình cho vô mấy thanh sắt vô rồi ha. Kiểu nó sẽ như thế này nha mọi người. Đó. Đó, nếu mà mọi người không có điều kiện mua sắt thì hoàn toàn có thể dùng thanh tre thay thế nha. Đó, nhưng mà thanh tre thì nó sẽ không được lâu như vậy nha mọi người. Đó, thanh sắt như vậy thì mọi người thấy nó rất là cứng này. Đó, mình đã làm thanh sắt để chống ra ha. Đó, rất là cứng ha. Mình sẽ bỏ xuống dưới quay cho mọi người dễ nhìn ha. Đó, nó sẽ như thế này nha mọi người. Đó. Sẽ thành hình cái ô như vậy ha. Tiếp theo đó là mình sẽ lồng vô hoa giấy và sẽ uốn nó xuống thôi. Mình sẽ đợi thời gian thì mình sẽ có những cây hoa giấy tán ô ngũ sắc thật đẹp ha. Rồi, mọi người cùng tiến hành lồng vô với mình nha. Bây giờ thì mình sẽ tiến hành lồng cái ô này vô trong cây hoa giấy này nha. Đó, trước tiên lồng cái ô này thì mình sẽ thay luôn cái chậu cho nó nha mọi người. Đó, mình sẽ sang cho nó một cái chậu mới nha. Cái chậu này rất là nhỏ nha mọi người. Đó, cái chậu này là để chậu để dâm cành thôi. Đến nay thì nó đã quá cũ rồi. Đó, mình sẽ tiến hành thay cho nó một cái chậu to hơn ha. Đó, để cho cây hoa giấy này nó phát triển. Cũng như mình cắm cái ô này vô cho nó được, cho nó giữ được ha. Chứ cái chậu này nhỏ nếu mà cắm vô thì rất là khó giữ được cái ô này nha mọi người. Cho nên mình sẽ cắm vô cái chậu bê tông mọi người. Đó, cho nó giữ này ha. Rồi, mọi người cùng đi chọn chậu và trộn chất chồng với mình luôn nha. Mọi người cùng qua phần chọn chậu với mình luôn nha. Đó, ở đây thì mình chọn một cái chậu si này. Đó, nó cũng phù hợp với kích thước của cái cây hoa giấy ngũ sắc mình ghép này. Đó, giờ mình sẽ trồng nó vô đây ha. Mọi người nhìn này, đó, cây chậu của mình thì được đục ba cái lỗ rất là to nha. Đó, thì cái ưu tiên cho cây hoa giấy á là phải chọn những cái chậu mà có độ thoát nước cao nha. Đó, cái điều này thì mình đã nói rất nhiều ở những cái video chăm sóc hoa giấy đợt trước rồi nha mọi người.
đó, những anh chị nào mà mua cái chậu hoa giấy về á, mà những cái người sản xuất ra ấy, họ đục một cái lỗ bé quá mọi người đó. Mọi người phải đục thêm ra cho mình nha, đục thêm cái lỗ to ra đó, đồng thời phải xử lý cái đáy chậu thật là thoát nước nha mọi người. Đó, cũng có rất nhiều anh chị mua cái chậu hoa giấy rất là đẹp, nhưng mà khi về thì mọi người lại không có đục cái chậu, lại không có đục thêm cái lỗ thoát nước ra nha mọi người. Đó, thành ra thì cái chậu thì đẹp, khi trồng cây hoa giấy vô thì chết toi. Đó, là nó bởi vì nó không có thoát nước các mọi người, nó dẫn tới bị úng nước ha. Đó, cái độ thoát nước dành cho cây hoa giấy rất là quan trọng nha. Một cây hoa giấy mà muốn phát triển mạnh thì cái độ thoát nước của nó phải tốt thì nó mới phát triển được nha mọi người. Với lại sau này mọi người làm bông nó mới dễ ha. Đó, thì khi mà mọi người đã có một chậu hoa giấy thoát nước như thế này rồi thì mọi người sẽ tiến hành xử lý đáy chậu luôn nha. Đáy chậu đối với những cái lỗ to như thế này, nếu mà mọi người để về mọi người đổ đất vào, sau một thời gian cây hoa giấy phát triển thì cái rễ của nó sẽ ăn xuống dưới ha, đồng thời sẽ làm bít lại tắc những cái lỗ thoát nước này nha, nó cũng sẽ gây úng cho mọi người. Cho nên mình mới phải làm thêm một cái bước nữa, đó là bước xử lý đáy chậu ha. Rồi, đây là một cái miếng gạch này mọi người, được mình đập ra ha. Đó, mình sẽ tiến hành bịt vô cái lỗ như thế này. Đó, mọi người nhìn nha, khi mà bịt vầy nhưng mà cái miếng gạch này nó có cái lỗ này mọi người. Đó, bịt vầy á là mình để phòng cái trường hợp cây hoa giấy nó rễ nó sẽ đâm thẳng xuống mọi người. Đó, sẽ bịt lại đây ha. Đó, sẽ bò lan ra bốn xung quanh, nó không bị tắc cái lỗ này nha mọi người. Đó, nhưng mọi người lưu ý nha, kiếm những cái viên gạch nào mà phải bắt buộc phải có những cái lỗ này nha, chứ mọi người không thể nào kiếm những cái viên gạch bằng bằng như thế này mọi người đặt xuống cái lỗ. Đó, như vậy không khác nào là mọi người bịt lỗ nó lại nha. Đó, mọi người phải ngửa lại nó này, có cái lỗ này. Đó, mọi người đặt vô. Đó, cái mục đích đặt như vậy á là để giúp cái rễ cây hoa giấy sau khi nó ăn xuống á, nó không bít lại những cái lỗ thoát nước của mình ha. Đó, cái hoa giấy khi mà mình cấy á thì nó sẽ có xu hướng đâm rễ xuống nha mọi người. Đó, và rễ phát triển rất là mạnh nha. Đó, mọi người cần lưu ý cái khâu này nha. Rồi, tiếp theo đây thì mọi người sẽ đổ cho mình một lớp chậu sống đó, hoặc là rỉ than ha. Mục đích làm gì để cho nó thoát nước nhanh hơn nha mọi người. Rồi, mình đã tiến hành bỏ cái lớp chấu xuống ở dưới đáy chậu rồi nha mọi người. Nó ở đây thì mình dùng một lớp chấu gọi là lớp chấu cà phê đó mọi người. Đó, cái loại chấu này thì nó rất là to ha, thoát nước rất là tốt. Thì chỗ mình có chấu cà phê nên mình bỏ thôi. Còn nếu chỗ mọi người không có thì mọi người mua chấu sống, chấu lúa mọi người, mọi người bỏ xuống ha. Hoặc là mọi người đi xin những cái rỉ than của những anh chị nướng thịt ở ngoài chợ đó. Đó, cái đó thì họ cũng chẳng lấy làm gì đâu. Khi họ nướng thịt xong họ đổ rất là nhiều nha, mình đưa về mình đập vụn ra và mình bỏ xuống đây cũng rất là tốt nha mọi người. Rồi, giờ mọi người cùng tiến hành qua phần chất trồng với mình luôn nha. Đầu tiên là đất thịt 100% nha mọi người. Đó, chỗ mọi người ở có đất nào thì mình dùng đất đó ha. Mọi người kiếm chỗ nào đất tốt tốt một xí là được ha. Rồi, qua bên đây là phân gà được mình đảo chung với chấu sống đấy mọi người. Đó, phân gà này thì mình đã ủ được hơn 4 tháng rồi nha, đã rất là hoai mục rồi nha mọi người. À, một cái lưu ý mà mình cũng muốn nhắc tới mọi người luôn, đó là khi sử dụng phân chuồng, phân gà hoặc phân bò thì mọi người cần phải ủ thật là hoai mục thì mọi người mới dùng nha. Đó, mọi người không được dùng phân tươi để trộn để trồng cho cây đâu mọi người. Đó, khi mà mọi người dùng phân tươi mà chưa qua ủ á thì cây sẽ bị sót phân và chết đó mọi người, nó cháy rễ và xém lá và rụng hết lá ha. Một là không phát triển, hai nữa là cây sẽ chết luôn nha mọi người, rất nguy hiểm ha. Đó, cái vấn đề này thì mọi người cần lưu ý và cân nhắc thật kỹ nha. Rồi, qua bên này, đó là thành phần cuối cùng, đó là xơ dừa nha mọi người. Đó, xơ dừa này cũng rất là tốt cho cây trồng, không thể thiếu ha. Rồi, sau khi đảo đều thì mình sẽ được một hỗn hợp chất trồng như thế này nha mọi người. Đó, 50% là đất này, 50% còn lại là xơ dừa, chấu sống và phân gà ha. Đó, cái chất trồng này trồng cây hoa giấy đã rất là tốt nha mọi người. Đó, cái chất trồng này trồng cây hoa giấy rất là tốt ha, đã được mình thử nghiệm và trồng rất là nhiều lần rồi ha. Đó, cây hoa giấy ra rất là sung mọi người. Đó, ngay cả cái chất trồng mà mình dâm cái cành hoa giấy cỡ lớn này này, đó, chất trồng trong đây này, mình cũng trộn là 50% là đất ha, 50% còn lại là xơ dừa, chấu sống và cát ha. Đó, bởi vì lúc này là mình dâm là mình cần cát ha, còn khi mà mình không dâm nữa thì mình sẽ trộn thay cát bằng phân gà nha. Đó, phân gà được đảo chung với chấu sống ha. Đó, chất trồng này khá là tốt nha mọi người. Rồi, bây giờ thì mình sẽ tiến hành trồng cái cây hoa giấy này. Đó, cho nó lên cái khung này nha. Đó, mọi người thấy thì mình đã cắm cái khung vô trong chậu rồi này. Đó, giờ mình sẽ cho cây hoa giấy ngũ sắc này lồng vô cái khung này ha. Thì cây hoa giấy này thì mình sẽ không bỏ chậu nha mọi người. Mình sẽ không bỏ cái chậu này ha. Đó, bởi vì cái chậu này là hôm bữa mình dâm cành nha mọi người. Đó, thì rễ ở trong đây nó chưa ra được nhiều đâu.
cho nên mình sẽ giữ cái chậu này, mình cắt cái đít chậu này ra thôi. Mình sẽ cắt cái đít chậu này và bỏ lên chốc đây và mình trồng ha. Rồi sau đó thì mình sẽ luồn nó vô cái khung tán ô này. Rồi giờ mình sẽ nhấc cái khung tán ô ra trước này. Đó. Và sẽ tiến hành cắt cái đáy chậu và bỏ lên trên đây ha. Như mọi người thấy thì mình đã làm xong rồi nha. Đó thì sẽ được như thế này nha mọi người. Mình đã lồng cái cây tán ô vô cho hoa giấy rồi nha. Đó. Cây hoa giấy thì được mình giữ lại cái chậu cũ ha. Đó, để mục đích của mình là để dùng để nuôi cái bộ đế ở trong này nha mọi người. Đó. Sau này khi mà bộ đế nó đã phát triển lớn rồi. Đó, mình sẽ lấy dao lam mình rạch ra ha và sẽ bỏ cái này đi nha mọi người. Đó, và cái tán ô thì cũng được mình cố định rất là chắc ăn này. Đó, mọi người thấy mình cột kẽm không? Ở dưới đáy chậu thành chậu thì mình cột một cái dây kẽm ha. Đó, mình cột một cái dây kẽm, sau đó mình chằng từ trên này xuống ha. Và đồng thời trên cái cây hoa giấy của mình thì mình đã tháo hết những cái băng keo mình ghép rồi nha mọi người. Đó, mình tháo hết băng keo ra rồi này. Đó, bởi vì thời điểm này không cần băng keo nữa mọi người. Tháo ra cho cái hòm nó nhanh lớn ha. Đó, cho cái mồi ghép nó nhanh lớn nha mọi người. Đó, mình đã cột lên trên đây rồi. Đó. Sau này thì mình sẽ cột ngọn và kéo xuống dưới đấy ha. Cho nó tròn cái tán ô luôn nha mọi người. Đó. Mình sẽ có một cây hoa giấy ngũ sắc tán ô thôi. Rất là đơn giản nha. Đó, ai cũng có thể làm được nha mọi người. Vào cái thời điểm như thế này thì mọi người sau khi làm xong á thì mọi người sẽ bón cho mình cái thằng top 2 ha. Đó. Đấy là những cái thằng kích rễ nha mọi người. Đó, như mọi người thấy thì hồi nãy mình có đâm cái cây tán ô á mọi người, mình đâm xuyên xuống đây thì kiểu gì cũng bị đứt rễ ở dưới nha. Cho nên bây giờ mình sẽ cần một cái phân để cho nó kích rễ nha mọi người. Đó, thời điểm này thì mình sẽ không tạo hoa nha. Thời điểm này thì mọi người phải tưới nước đầy đủ cho mình nhá, một ngày 2 lần. Đồng thời mọi người sẽ bón những cái dòng phân như Rot 2 này, DP này, Humic này. Đó, để cho nó đẻ ngọn nhanh nhất có thể. Đó. Sau này mình bón những cái dòng phân đi ngọn đấy mọi người. Đó, ở những cái lách lá này, đó, nó sẽ đâm ngọn ra ha. Sẽ đâm ngọn ra. Đó, và mình sẽ cột vào cái tán ô của nó nha mọi người. Đó, mọi người thấy cái tán ô làm không? Rất là tròn ha. Đó, rất là tròn, rất dễ làm nha mọi người. Những anh chị cô chú nào đang phân vân muốn có một cây hoa giấy tán ô ngũ sắc á, thì mọi người cũng có thể tự làm tại nhà ha. Cây hoa giấy này từ cách dâm này, đó, từ cách ghép này đến cách làm tán ô thì mình cũng đã hướng dẫn rất chi tiết rồi nha. Đó, nếu mọi người có thắc mắc gì thì cứ mở lại kênh xem lại ha. Rồi nếu thấy hay và hữu ích thì mọi người cho mình xin một nút like, một nút đăng ký kênh để mình ra những video tiếp theo cập nhật tình hình của cái cây hoa giấy ngũ sắc này, cũng như chia sẻ kinh nghiệm bón phân tưới nước như thế nào để cái cây hoa giấy ngũ sắc này nó phát triển nhanh nhất có thể nha mọi người. Đó, để cho nó phủ cái tán ô này và thành một cây hoa giấy ngũ sắc hoàn chỉnh và đẹp ha. Đó. Rồi, mình xin chào tạm biệt tất cả mọi người nhá.